Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Hành và tiếp tục series những cuộc thi siêu ngầu của Bê Quyết Hành và ốc. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc thi mới, đó là cưỡi ngựa ông ạ. Ha, ông lại thắng rồi. Chưa cần phải xem video biết ngay ai là người thắng. Để vào video xem ai mới là người chiến thắng á. Anh mà đua ngựa chắc chắn anh về vị trí số 1 luôn. Tuy rằng anh và chị ốc chưa cưỡi ngựa ngoài đời thật nhưng mà anh đã từng cưỡi trâu rồi. Nên là hôm nay anh sẽ có kinh nghiệm hơn ốc. Và okay, để xem ai là người chiến thắng thì các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Còn bây giờ vào luôn đua ngựa. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai dân chơi cực kỳ là dở hơi. Anh em cực kỳ là chất chơi đấy. Đấy, trông cưỡi ngựa chuyên nghiệp cho các bạn. Và ở đây có những đối thủ đấy ốc này. Rất nhiều đối thủ của chúng ta. Và anh sẽ phải giành được vị trí top 1 ông ạ. Ui dồi ôi, bên này ơi. Hả? Ngựa lửa. Ngựa lửa ngầu thế. Ui, bên này là ngựa. Ngựa gì đấy? Ngựa đen. Ngựa ô. Ngựa ô à? Đồ ngu. Ngựa ô là ngựa đen. Ôi, rốt thế các bạn này. Đây, chúng ta sẽ phải vào đây để luyện tập này các bạn này. Đấy, cũng như để tăng tốc độ con ngựa. Ôi, ngựa gì mà chạy chậm thế này? Anh nghe nói là cưỡi ngựa là phải chạy nhanh như chiếc xe không phanh, mà bây giờ cưỡi ngựa chậm như con rùa đi này. Hảo thật đấy. Ôi trời ơi, mình phải cưỡi ngựa ở vạch đầu tiên các bạn ạ. Hả? Sao ông lại chèn vào đây? À, ui giời. Lông ngựa bay vào mồm hát hơi. Bây giờ anh vào đây thi luôn đua ngựa với những người ở đây. Ở đây có gì đây? Một dân chơi gọi là vẽ đường phố này. Một cô gái trông cực kỳ là... Là ngố. Ngố đâu. Một anh thì nhảy trông hết sảy con bà Bảy luôn. Đây, còn một anh thì bé tí hon, đang tính chạy lon ton. Một chị tóc xanh trông cực kỳ tài lanh, mặc quần rách các bạn ạ. Chắc là đấy là phong cách quần rách. Đúng. Một anh đầu chọc. Và người top 1 đó là Speed Demon. Một cái con rất nhiều màu như cái con người que ấy. Chắc là do người nó nhỏ nên là nó có trình độ cưỡi ngựa cao. Bây giờ anh vào đua luôn. Đua ngựa. Bê Quyết Thành sẽ giành vị trí top 7 đây các bạn ơi. Ôi dồi, Bê Quyết Thành có thật là đua ngựa không các bạn ơi? Nhìn ngựa của Bê Quyết Thành như kiểu ngựa bị đói ăn ấy. Sao mọi người về đến hết rồi kìa các bạn ơi. Ôi trời, Bê Quyết Thành vẫn đang trên đường đua thua. Chắc chắn anh được giành được vị trí best toàn đoàn rồi không ạ? Mọi người về hết đích rồi. Anh phải luyện tập chăm chỉ vào. Ôi các bạn ơi, ngựa của mình thì chậm quá. Khéo tí phải sắm ngựa mới vip vip nhỉ. Vì các bạn dạo này rất là hay xem quảng cáo cho anh cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nhé. Các bạn nhớ xem quảng cáo tiếp như thế để anh có tiền mua được những thứ vật phẩm xịn sò trong game. Ok. Thì anh có các bạn ủng hộ anh ra mua con ngựa vip luôn. Được rồi, sau khi mà mình luyện tập một tí thì mình cũng đi đua các bạn ạ. Đợi anh đua về đích. Anh vẫn chưa về đích rồi. À, anh đánh con ngựa của anh luôn vì anh vị trí bét toàn đoàn, không có vị trí cho anh xếp luôn. Vị trí thứ 10, có 10 người vị trí thứ 10 luôn rồi. Không rồi, bây giờ em sẽ đua để xem em vị trí thứ mấy à. Ok, anh chúc ốc về vị trí biết như anh. Không, em sẽ về ít nhất là về vị trí thứ 10. Còn lâu đi, ốc về vị trí thứ biết. Thua đi. Không bao giờ về vị trí biết luôn, có người có luyện tập nó cũng khác hiểu không? Cũng khác như người như Bê Quyết Thành á. Đúng. Nào, về bé chưa? Không bao giờ về bé luôn. Chắc chắn ông được lọt vào bảng xếp hạng. Còn Bê Quyết Thành còn không vào bảng xếp hạng. Anh vào bảng xếp hạng mà. Vào bảng xếp hạng đứng cuối cùng. Ôi, ông ở vị trí thứ 9 các bạn ạ. À, thế thì cũng chỉ hơn anh có một vị trí thôi. Vỗ tay. Để xem nào, chúng ta được tặng quà tặng gì đây. Ô, có quà tặng này, nhận hết quà tặng luôn. Nhận hết. Nào, ở đây xem có gì đây. Thú furry. Trời, 30 phút mới được tặng cái con này. Hồ ly cực kỳ xinh. À, hồ ly tinh cực kỳ xinh các bạn. Đây là đồng hồ tăng. Hồ ly tinh tào lao. Tào lao, đồ rất xịn này. Có 2 Robux thì mua luôn. Mình phải tiếp tục luyện tập cho các bạn ạ. Không có gì bằng sự chăm chỉ. Quá chuẩn luôn. Đấy, sợi tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ủa, ở đây có PVP này, Bê Quyết Thành ơi. Hả, à, PVP đâu? Đây. À, tí nữa Bê Quyết Thành hít khói mình thôi. Đâu, PVP ở đâu? À, đây, PVP đùa kia. Đùa, thế thì phải mua ngựa VIP rồi các bạn. Ok, bây giờ là luyện tập thôi các bạn ạ. Chúng ta không gì bằng luyện tập. Rồi, bây rồi giờ, anh sẽ vào shop anh kiểm tra xem nào. Ở trong shop thì chúng ta có thể mua được những cái như thế này để tăng cúp này, tăng tốc độ này. Mình đang luyện tập cho con ngựa của mình ở mức số 2 rồi. Bê Quyết Thành chỉ xách dép cho mình rồi các bạn ạ. Ồ, đây có VIP này. VIP thì được cái gì đây? À, tăng VIP thì là cực VIP. Được x2 cái tốc độ các bạn ạ. VIP này, ôi ôi, được đấy. Xem nào cái địa chỉ này. Ôi, trứng này. Mở ra một quả trứng bất kỳ. Ồ, 8 quả ốc ạ. 8 quả trứng. Đây là xem nào.
đây là cái gì? Rất nhiều thứ hay ho ở đây các bạn ạ. Đây pet này các bạn ơi, 199 sẽ mua được một con pet như thế này. Mấy lần anh mua đều bị đen các bạn ạ. Bây giờ anh thử mua một lần xem được con pet gì nhá. 199 Robux xem được con pet gì nào. Umbala mở ra. Mở ra cái nì. Mở ra một con 300x. Wow. Đấy, thế là con anh nhìn ngầu thế. Nhìn nào, con thú đầu tiên của anh đó chính là một con rơi. Rơi quỷ các bạn ạ. Wow. Cực kỳ ngầu luôn. Ui, ông là bao nhiêu rồi? 2k. Anh 6k luôn. Ôi. Đây có vòng quay, có được quay lần nào không? Ui, anh được quay một lần à? Quay được cái gì? Được 600 tốc độ các bạn. Trời ơi, nếu mà vào con thỏ kia thì hơi bị đỉnh. À nhưng mà chỉ nhân có 55 lần thôi mà. Làm sao bằng con 300 của anh nhé. Yeah. Công nhận này. Đấy. Ê, chứ. Mình cũng có thú cưng các bạn ạ. Thú của mình là thú cưng mặt chó. Thú cưng mặt chó. Đây, đó là con chó màu xám mà. Ok, bây giờ mình sẽ đua lại các bạn ạ. Mình đảm bảo sẽ lên vị trí thứ 8. Đua luôn. Bê Quy Thành tuổi tôm. Nào, xem bốc về vị trí thứ mấy. Vị trí thứ Thứ biết Vượt Biết toàn vượt. Không vượt được đâu, quả lông vượt được. Vượt, ông trời ơi, cái thằng tóc xanh kia. Em hít khói thằng tóc xanh quá. Tóc xanh ơi, chạy nhanh lên anh. Tóc xanh, ác chị tóc xanh. Mình ở vị trí thứ 8 đấy các bạn ạ. Ôi giời, nhìn anh Bê Quy Thành đây. Anh sẽ quay trở lại cho các bạn thấy. Bây giờ anh cũng sẽ giành được vị trí thứ 7 luôn. Trên ốc luôn. Ai xả ghê đấy. Đua ngựa siêu ngầu với những con ngựa rất là đủ đẳng cấp. Nào nào, ngựa của anh đã vượt qua được rồi. Về ui, đi con. Cái đứa đằng sau sát nút Bê Quy Thành kìa. Ôi, nhanh lên. Anh về vị trí số mấy? Về số 6. Vị trí số 6 luôn. Ăn đu. Được của nó đấy. Vượt qua mục tiêu rồi, vị trí số 7 luôn nha đây, các bạn. Cái đấy. Cô gái mà không hề biến thái kia cực kỳ nhanh bám sát anh luôn. Nhưng mà anh may mắn hơn thôi. Đây xem con ngựa lửa bao tiền. 99 Robux em mua được này ốc này. Hay là em mua con ngựa đấy. Sao anh mua con ngựa này? Em... Ai ủa? Một con thì lại bay lửa nhưng con này nhìn ngầu hơn đấy Bê Quy Thành ơi. Cái con ngựa đen này ngầu hơn này. Anh mua con ngựa đen cho vì mới mất tận 399 Robux. Các bạn nhớ xem quảng cáo trong video nhé. Lần sau có đồ gì VIP anh sẽ mua hết những vật phẩm trong game luôn. Ôi, mỗi ngày chơi game tiêu tốn rất là nhiều tiền để mua những vật phẩm xịn sò. Và ngựa đâu rồi? Em mua con này đây. Các bạn chuẩn bị được chiêm ngưỡng đây. Chính là ngựa cực kỳ ngầu. Trời ơi, nó rất là hợp với con thú cưng luôn. Đúng rồi, đây là con ngựa VIP nhất ở trong cái tựa game này luôn các bạn ạ. Tuyệt quá. Đấy, nhờ các bạn xem quảng cáo thì anh đã mua được con ngựa xịn nhất của đất. Nhìn thấy chưa? Wow, ốc cũng ngầu. Con của ốc chính ra có nhiều ứng. À, ốc là bạch mã, còn anh là đen mã. Đen là ô mã, lý ngựa ô ấy. Nhưng mà chân con ngựa anh cháy lửa tím luôn. Con ngựa ốc thì có đuôi, đầu cũng cháy lửa luôn. Rất hợp với em ốc ạ. Thế à? Thế thì hôm nay em sẽ phải đi nhuộm tóc. Nhuộm tóc làm gì? Đây rồi, em phải chuyển lên chỗ này 5k đây. Ui giời, bây giờ anh phải lên chỗ vị trí này mới đúng các bạn. Đâu, vị trí nào? Ui, con ngựa của anh. Như cái xe máy chạy luôn nè luôn rồi. Kinh thế. Quá kinh luôn, ngựa xịn mà ốc lại còn có thú cưng xịn nữa. Em đang bắt đầu chạy đến Em có cúp à? Ui có 30 cúp à, sao ra đây mở này? Mở gì? Mở thú cưng. Bây giờ em đi ra mở thú cưng. Anh sẽ ra mở con này nhỉ, 199 notebook ở đây, mở được mỗi con này cho các bạn ạ. Mở đi. Đây xem nào. Ồ, xong rồi có gì cho em một con nhá. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Quả trứng siêu ngầu ra trái bầu. À nhầm, ra con lợn nó cày không sao. Còn mình sẽ mở quả trứng chỉ có 25 cúp với các bạn ạ. Mở ra. Được cái gì? Chả ra cái gì. Cũng là lợn. À cũng con lợn. Nhưng cũng mà chính ra cái con lợn của anh nó rất hợp màu với cả con thú cưng rơi của anh các bạn ạ. Đấy, bây giờ lên đi cưỡi ngựa một tí. Ủa cái các bạn thấy tăng không? Mỗi lần tăng của anh là 203.000 luôn các bạn ạ. Trời ơi, thế bây giờ anh về đích được luôn quá. Anh cưỡi vị trí cao nhất rồi. Chưa đủ trình độ để lên vị trí cao nhất ốc ạ. Đồ ăn hại. Ôi, lên trên này. Cắm mặt xuống đất và phi hết chứ. Phi là phi như gọi là gì ạ? Thần tốc luôn các bạn ạ. Lướt như gì? Gió luôn. Rồi bây giờ anh chắc phải lên vị trí số 2 rồi các bạn ạ. Anh hiện tại đã có 5,3 triệu rồi. 5,3 triệu á? Chắc là thắng được. Vẫn vị trí lúc này vị trí số 6 đúng không? Không, tên này 5 triệu. Thế anh thắng được tên đấy rồi.
anh sẽ cướp vị trí số 4 của nó. Jackie luôn, à, luôn, cao luôn, bồi luôn. À Vào luôn, đua luôn. Nhìn ngựa của anh ngầu nhất trong 8 đúng này rồi. Luôn. Ui, cười đi. Cố lên. Nào đuổi. Cái con ngựa xanh kia nó cực kỳ nhanh luôn đấy chứ. Anh đã cướp được vị trí số 4 rồi. Tên kia đứng đập ngựa luôn rồi ông ạ. Về vị trí thứ nhất đi. Đúng rồi, anh sẽ lên luyện tập các bạn ạ. Nào xem vị trí của tên thứ 2 nào. 25 triệu. Ôi 125 triệu rồi các bạn ơi, thế thì còn lâu. Giờ mình phải lên đây mình luyện tập các bạn ạ. Đây 2,7, 8,1 mới lên được đây. Mình sẽ luyện tập ở đây. Thế này hơi lâu các bạn. Ừ, may mà anh có con thú cưng xịn ấy. Ờ không, là còn lâu đến mùa quýt năm sau mới được các bạn ạ. Làm có đồ gì mình có thể mua được nữa không nhỉ các bạn nhỉ? Ở đây chúng ta có thể mua được VIP này. VIP thì nó sẽ x2 cái ấy đúng không ốc? Ừ đúng rồi, nhưng mà chính chẳng cần đâu. Không cần à? Ừ. Không cần thì sẽ bị lâu đó các bạn. Chứ thực ra thì mình cũng ấy được thôi. Đây nhận được cúp này. Ốc không nhận quà, quá nhiều cúp lắm. Quà nhận rồi, nhận hết rồi nhưng mà chẳng có được mấy. Em quá cùi. À con chó này. Đây này sắp rồi, đợi 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cưỡi ngựa vào luyện tập nha các bạn. Đấy mình sẽ chuyển được sang chỗ mới luyện tập rồi các bạn ơi, chỗ này. À mình thích con ngựa của Baby Thành tại vì nó có màu hồng với màu xanh các bạn ạ. Hả? Màu hồng với màu xanh hả? Ừ, con đấy nhìn vẫn đẹp hơn con của em mà. Con của em nhìn nó hiệu ứng thôi, nhưng mà cái sự trang trí của nó là nó đơn giản hơn con của anh ấy. Ờ, nhưng mà thấy ngầu mà, đúng không các bạn? Con của ông đẹp mà, thấy không? Trông hè, rất hợp với màu da của em luôn gì. Ờ, cũng được. Đấy, con gái cưỡi ngựa đấy hợp lý rồi, con trai mới cưỡi này. Anh cho em con thú khác đi. Em cho anh con thú 2,5 x 2,5 lần. Có mỗi 2 con đây còn chưa đủ 3 con đây này. À đi lấy thêm con nữa cho nó nhanh các bạn ạ. Úi xù. Anh đầy cúp, anh mở cúp đi. Anh mở trứng đi xong cho em. Ờ đây mở trứng nha. Anh đầy đâu, anh có 20. Anh mở được quả trứng anh thôi. Ủa, các bạn ạ. Mở quả trứng 9.000 ấy. 9.000. Trứng 9.000 ra gì? Ra gì? Trứng ung. Ôi ra con này cũng hiếm đấy. Hiếm đâu, trong này có mấy con đấy thì con đấy là con phế gần nhất các bạn. Phế gần nhất. Con phế gần nhất gì. Rồi ok, thế là có đủ 3 con thú cưng rồi các bạn. Con này là con tin giác à, sao được có xứng này. Ừ, hồ trang bị hết vào. Đấy, sợ. À, anh có 3 con. Thấy ngựa anh nhảy không? Mình vẫn có 2 con các bạn ạ, mình chỉ có 5 cút cho mình ít đùa các bạn. Wow. Cái này phải 19 mới đùa vào được các bạn. Ui, tăng lên. Ui số bao giờ cho anh được 120 triệu mà đua với con kia. Ờ không biết bao giờ nhỉ các bạn nhỉ. Mặc dù ngựa của anh đã lên đây và luyện tập để tăng sức lực rồi, để tăng tốc độ rồi mà mãi chưa xong các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đợi để mình tăng tốc lực nhé. Ok. Đây xem có cái gì này. Double win, double training. Nhưng mà được trong vòng 30 phút được. Và tăng sự may mắn cho trứng. Ok, thế mà không bảo sớm nhỉ các bạn nhỉ. Có 2 robux thôi mà. Đấy, có 2 robux thôi. Đang giảm giá cực nhiều và các bạn hãy tranh thủ nạp robux để mua các bạn ạ. Các bạn có thể nạp robux ở trên shop bqthanh.com của anh Bê Quý Thành. Và các bạn đừng xem quảng cáo trên video để anh Bê Quý Thành có robux. Sao lại đừng xem quảng cáo? À, phải là xem thật nhiều quảng quên cáo. Xem thật nhiều quảng cáo trên video của Bê Quý Thành nhá. Để Bê Quý Thành có thật nhiều robux. Để có thể là mua được những vật phẩm xịn. Như ví dụ anh hôm nay có mua con ngựa VIP nhất ở trong kia rồi các bạn. Không có ngựa là VIP hơn con ngựa của anh. Thế bây giờ mình sẽ đua các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cố gắng vào top 5. Nhìn đây. Rồi xem ốc vào top mấy nha các bạn. Top 5 rồi. Top đẹp toàn đoàn. Ui dồi, ấn hỏng cả chuột luôn rồi. Vượt con kiện vượt rồi. Không, vượt đúng không? Đúng rồi, vượt em cũng vượt cô gái không hề biến thái rồi, Bê Quý Thành ơi. Ui dồi. Yeah. Số mấy? Số biết. À, mày có số 6 thôi. Vẫn vị trí số 6, quá cùi luôn. Chỉ số 6 rồi, hơi này, hơi chán. Anh có quà mới, anh sẽ nhận quà này và sau đó anh quay vòng quay may mắn xem được cái gì. Vòng quay may mắn quay vào cái nịt. Được con thú cưng mà được thôi. Gì à? 900 ơi. Tốc độ. Bây giờ mình sẽ quay thú cưng. Mong là Nam Mô Di Đà Phật mong là anh cho con thú cưng nhân 20 lần. 20 lần quá. Mở luôn. Kìa luôn. Ra cái gì? Ra một con hươu. Quá cùi đây. Bây giờ vào event anh có một quả trứng 99 robux và chúng ta có thể mua được những con này. Đấy. Anh claim đi, anh nhận được luôn mà. Đó. Được cái gì? Cho em con đấy đi. Xinh quá, xinh. Của... À, con đấy dựng 80 lần rồi. Em mở xem được cái gì. Em mở nhưng mà em phải mất tiền mua đấy. Ờ anh vừa mở free mà. Tại vì anh online lâu hơn em. À thế là bây giờ em sẽ mở 99 robux. Nếu mà em hết robux thì Bê Quý Thành nạp robux cho em.
Ok, em cũng bảo các bạn xem quảng cáo trên video của em đi. Đúng rồi, các bạn nhớ xem quảng cáo cho mình trên kênh Ốc TV nha các bạn. Ốc mà mở được cái con siêu hiếm pony này thì lại tuyệt vời luôn. Mua, em mua. Ui. Không dám nhìn luôn. Kìa, bấm. À, bấm nhá. Ôi trời ơi. Mở ra con gì á? Con này cao cấp hơn con Baby Thái. Amazing, good job em. Ốc mở được con 250 lần. Sao xịn thế nhở? Xịn chứ gì nữa. Ôi giời ơi, bây giờ mình phải đi luyện tập ngay và luôn các bạn. Nhưng kể ra đằng sau anh có con búp bê trông hơi ghê. Trời, búp bê kinh như nhìn này, hiệu ứng người ta. Con thỏ nó nằm ngủ này. Anh cũng mở con thỏ bây giờ cứ chiều đấy. Được free tất cả như này. Nhận luôn các bạn ạ. Được ạ. Rồi, 62 rồi các bạn ạ. Mỗi lần tăng 280 mấy nghìn, mình sẽ cố gắng để mình chiến thắng được tên kia. Bây giờ anh giành vị trí top 2 thì chị nhỉ? Chưa các bạn, 120 mấy cơ mà. Lâu vậy. Vậy lâu mà các bạn. Bây giờ anh thử mở 99 notebook xem được cái gì nha các bạn. Đấy, xem dấu ốc xem được cái gì. Lại mở. Kiểu gì là cái con mèng nhất cho mà xem. Mèng nhất cái gì? Ủa mà là con VIP nhất. Biết ngay con mèng nhất mà. Con mèng nhất. Đừng có mở nữa. Cái tên nhỉ? Cho em con đấy, cho em con đấy. Không cho các đi. Bạn ơi, ra con sedan nhất. Đừng, cho em con đấy đi. Không, con này vui vui. Nhưng mà Baby Thành có hả? Có 2 trên 3 con lận. Xịn chưa, xịn chưa. Anh cho em con đấy đi, xong em cho anh con là con lợn. Em nào. Anh lấy con lợn là vì em giống con lợn, anh nhìn lấy con lợn mà... Đấy. Bây giờ ngựa của anh, sao ông vẫn cưỡi ở đấy? Chắc em lên được trên này rồi chứ. Không, em đến đây thôi. Ui giời, chậm thế, anh đã lên tới 76 triệu rồi. Ui dồi ôi, kinh thế. Đây này, sắp lên. Ở trên kia hai khu vực VIP hay sao ấy, Bê Quỳ Thành ạ. Super machine cơ mà, siêu máy ấy. Ui, lên đấy luôn. Cưỡi, không được cưỡi à các bạn. Mua, ui mua được 399 rồi, đặt quá. Đặt lòi mắt rồi các bạn ạ. Đặt lòi mắt thật. 399 các bạn ạ. Super. Thôi thôi, mặc dù biết là cưỡi trên đấy ngầu nhưng mà hôm nay đã dùng hết số Robux các bạn xem quảng cáo trong video lần trước rồi. Nên lần sau các bạn nhớ xem thật nhiều quảng cáo hơn nữa để anh có thể mua được Super VIP nha. Đúng rồi. Đấy, xem Super VIP thì chắc là chạy một phát nhanh lắm nhở. Chắc phải cộng vài triệu liền đấy chứ. Nó phải tăng gấp x10 lần so với như này luôn các bạn. Super VIP cơ mà. Ủa, top 2 nó mạnh lắm à? Top 2 nhanh nó lắm à? Nó 120 mấy cơ mà. Ui dồi, thế thì hỏng rồi. Rebirth này được cái gì ta? Rebirth thì được tăng phần trăm cúp lên thôi. Bây giờ mình sẽ đua để lấy cúp để mở trứng các bạn ạ. Đúng rồi, ốc cần mở nhiều trứng hơn. Ốc còn đang hơi cúi bắp. Bây giờ mình đua. Ốc bây giờ vị trí thứ 5 rồi. Vị trí thứ 5. Tèn. Ôi trời ơi, ngựa của mình ngầu quá các bạn ơi. Quá đỉnh. Mời đến. Quá đỉnh, ngầu như trái bầu rồi ốc. Quá ngầu. Quá ngầu. Bây giờ em còn phải đua tự động cơ mà. Để cho nó nhiều cúp nhất có thể, hiểu không? Nhiều cúp để mở trứng đâu luôn. Thì đấy, bây giờ đang cày đấy. Quá được. Mình thì vào top 5 là được rồi các bạn ạ. Bởi vì mình không có nhiều Robux bằng Baby Thành. Tại vì các bạn không có xem kênh Ốc TV. Mặc dù anh kênh Ốc TV cũng hay lắm. Ây giời ơi. Các bạn nhớ xem kênh Baby Thành nha. Đây, anh sẽ sử dụng hết cái này luôn các bạn. Ô, cái đấy là cái gì? Em có không? Anh không biết nhưng anh có sử dụng. Quên lúc nãy không sử dụng cái này để mở trứng các bạn nè. Hiểu kiểu gì. Đúng rồi, mở trứng bằng cái đấy thì nó sẽ may mắn hơn đấy các bạn. Tỷ lệ vào cái con tỷ lệ thấp nó cao hơn. Cày thật đấy các bạn ạ. Sử dụng 30 vút. Anh sẽ thử mua xem nào. Thử mua lại trứng xem nó có may mắn hơn không nha các bạn. Pet. Rồi này, xem có may mắn hơn không này. 1, 2, 3. Tôi là người may mắn. Tôi là người may mắn. Không bao tôi giờ là người may mắn, may mắn. 150. Wow, cho em con đấy. Đâu, xem nó có xin. Mình vừa tích cực tăng xin giảm mua các bạn. Chút cái xin à, dù sao cũng đổi được sang. Đây, con này ra xong rồi lấy con nào nhỉ? Con đâu. Đấy, con 150 đấy. Đây rồi. Đấy, tăng một lần là 689 cơ các bạn ạ. Ôi, anh thắng được nó rồi đấy. Ôi rồi các bạn ơi, bây giờ là anh đã có thể chiến thắng giành vị trí top 2 rồi. Ngựa của anh bây giờ gọi là đỉnh nhất quả đất luôn, ông nhìn không? Rồi ba con thú của anh cũng rất là đẹp luôn, anh rất thích. Đây. Cho em một con lại còn. Đấy, cho em con khóc nhẹ chệt hiu nhá. Bây giờ mình có thể trao đổi với nhau các bạn ạ.
các bạn hãy cùng trao đổi với các bạn. Ôi nhưng mà em chưa được trao đổi, giời ơi, phải 5 phút nữa mới được trao đổi các bạn ạ. Ôi giời, chán ôi. Ghê. Thế là số không được rồi. Bây giờ ai sẽ chiến thắng cái tên gọi là dốc cây kia? What? Đâu không phải. Dốc cây là cái gì? What? Người ta gọi là cái gì? Senior coach. Senior coach các bạn ạ, một người huấn luyện lâu năm. Đấy, huấn luyện ngựa lâu năm. Huấn luyện ngựa gặp ngựa của anh tắt điên. Đi cướp nhờ ngay vị trí số 2 của hắn. Ui ôi, đang đuổi sau nhau rất là kinh điển. Vị trí top 2 thuộc về Bê Quy Thành với chiến ma đẹp nhất của đất. Trời ơi. Thế thì phải nhanh chóng lên vị trí top 1 đi. Đứa top 1 đấy bao nhiêu? Nhanh bao nhiêu xem nào. 680 mấy cơ. Ui ôi. 625, chưa gần 680 mấy. Ốc bây giờ mới ở dưới này thì tí ốc PVP với anh cho biết thế nào hít khói. Em chả thèm PVP với anh. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ tiếp tục luyện tập. Mỗi lần mình sẽ được tăng 689 lần các bạn. Cố lên ốc ơi. Bây giờ mình sẽ tập chung là luyện tập nha các bạn. Giờ ốc mới lên được trên cái khu vực của anh. Rồi luyện tập. Lên hàng 2 đó. Rồi luyện tập nha các bạn, đợi anh một xíu. 2000 years later. Bê Quy Thành phun mưa. Phun mưa cái gì? Ngựa của anh bây giờ chạy quá nhanh. Và anh nghĩ là bây giờ anh có thể đấu thắng được cái tên Speed Demon kia rồi. Làm sao đấu được với ngựa của anh? Ngựa của anh đó tốc độ đó là 662 tỷ tỷ triệu. Rồi, bây giờ ốc sẽ thử quay các bạn ạ. Liệu mình có thể quay vào con thú cưng chỉ có 1% kia hay không? Nào quay đi. Em quay đây. Chúc mừng em cũng không quay được thú cưng. Không quay được thú cưng biết thừa. Và trong lúc chờ đợi đúng đấy, tụi mình đã online đủ 30 phút. Tụi mình đã nhận được con hồ ly tinh cực kỳ xinh này rồi các bạn ơi. Con này giúp tụi mình tăng 100 lần cái tốc độ. Bây giờ mình sẽ vào đây đua luôn. Đua luôn ạ. Ốc đoán xem anh có vượt qua được tên trùm đứng đầu không. Tên đứng đầu kia rồi. Nhanh vào nhanh ạ. Suýt xoa luôn các bạn, suýt xoa luôn. Bê Quy Thành đây là vua vô địch, nhà vô địch mới của cuộc thi đua ngựa toàn thế giới trong Roblox. Oh my god, wow. Có PVP không? Bây giờ em đua đi, em sẽ giành được vị trí số mấy rồi vào PVP với anh. Đấy. Thì chắc chắn em không giành vị trí thứ nhất rồi. Ra đua đi. Ui, em có con thỏ xinh đấy kia mà lại không giành vị trí ít nhất cũng phải giành vị trí thứ hai. Cái con thỏ nhỏ xinh đấy thì khác. Nào cố lên ông ơi, chúc em giành được vị trí số 3. Khó đấy các bạn. Vị trí số 3. Đấy yeah. Rồi. Tay mình bị tê các bạn. Bấm nhiều quá. Rồi bây giờ hai đứa mình kết thúc video ngày hôm nay bằng cuộc đua giữa Bê Quy Thành và ốc. Giữa chú ngựa đen cực kỳ men và chú ngựa trắng đang lo lắng vì sắp bị thua. Nào vào. Nào đi. Ok đâu, PVP đây. Rồi. Ở đây nhầm. Ơ sao hứa thoát ra lại chạy đến chỗ này. Ảo thật á. Đây rồi, anh vào đây. Đối thủ. Đúng rồi. Bắt đầu. 7, 6, 5, ai sẽ là người chiến thắng? Bấm chuột. Ngựa đang hí. Cuộc đua hai người. Anh bỏ xa quá rồi. Anh còn không biết bấm chuột nữa. Ôi ông đập ngựa của ông à. Đập một thuộc về Bê Quy Thành. Và khá là trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành đã giành chiến thắng của cuộc đua ngựa với sở hữu chú ngựa cực kỳ ngầu, cực kỳ đen trông cực kỳ men. Còn ốc sở hữu chú ngựa cũng gần như là VIP thứ hai sau Bê Quy Thành. Đúng rồi, ốc chỉ cần thêm thời gian luyện tập các bạn ạ. Thấy chưa? Rồi và nếu bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo nha. Để Bê Quy Thành có thêm tiền để mua những vật phẩm VIP ở trong game. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.